Lời nói đầu tiên, Thuận xin kính chúc sức khỏe tới tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả rất là nhiều. Thuận mới vừa đi làm về thì mở lên trên cái trang YouTube thì thấy tin quá trời quá đất rồi. Nhóc YouTube vô là nói cái câu chuyện của em Vũ, Thuận chia sẻ lên rồi kiếm chuyện tùm lum hết trơn luôn, rồi nói là không đúng. Đặc biệt là cái kênh Thạm Tấn với cái kênh của Đời Hiện Tại. Trước khi Thuận đi vào phân tích để cho tâm phục khẩu phục, Thuận xin thông báo những cái điều quan trọng như thế này. Bất cứ mạnh thường quân hoặc khán giả hoặc anh chị em nào thắc mắc câu chuyện của em Vũ, Thuận giúp đỡ làm sao, số tiền đi tới đâu và cái câu chuyện Thuận bị cắt đuôi ra thế nào, Thuận vẫn trả lời y chang như vậy. Và riêng Phạm Tấn ở nhà Thuận ra thế nào, Thuận cũng trả lời y chang như vậy. Một phát một, không có thay đổi cái gì hết. Thuận đã nói một cái một là một cái. Trước sau bây giờ là có hỏi bất cứ cái gì Thuận cũng trả lời y chang như vậy. Để xác định những cái lời nói đó mà họ nói là không đúng, thì bây giờ Thuận sẽ đi vào phân tích. Phạm Tấn ở nhà Thuận cỡ tháng trời nhờ Thuận đẩy kênh lên. Thuận nuôi ăn, rồi giặt giũ quần áo. Bà xã Thuận giặt giũ quần lót đồ dân dân, hút thuốc đồ bỏ tàn thuốc nhà Thuận tá lả âm binh. Phạm Tấn có hay không? Mà cũng có nói với đời hiện tại rồi. Cái này Thuận không có kể nha, nhưng mà Phạm Tấn cũng thừa nhận có, mà đời hiện tại đó, lên là không biết sao rồi, cái theo cái chiều gió là không đúng. Nhưng mà Phạm Tấn nói có. Phạm Tấn dám nói cái điều này không có không? Nói chung là kể không biết chuyện nào mới hết. Thuận giúp đỡ Vũ là tính trước tính sau là cũng hơn chục triệu. Và mọi người cũng thừa nhận có, mà tại sao đời hiện tại lên nói là sai nữa? Bây giờ thì Thuận sẽ đưa vào phân tích nha. Rồi bây giờ trên các video của các YouTube mà mới vừa đăng lên ngày hôm nay là bốc hot Thuận á, Thuận đã xem một quận rồi, bây giờ Thuận sẽ phân tích nha. Đầu tiên là cái phần Phạm Tấn ăn ở nhà Thuận á là thừa nhận rồi ha, một cái có rồi. Tiếp theo là cắt đuôi Thuận là đem Vũ đi là có, hai cái. Rồi bây giờ phân tích chuyên sâu vô nè. Phân tích theo cái video của mấy YouTube đưa lên thôi. Trên video có nói là Phạm Tấn lợi đó quay ban đêm, rồi chuột gắn gì đó, nói chung là gắn không đó. Bây giờ họ nói không có. Thuận sẽ đưa dẫn chứng cho quý vị. Nói có sách là phải mách có chứng, cho tâm phục khẩu phục luôn. Bây giờ có tới lời đó quay ban đêm và có nói rắn rít có diễn hay không thì mọi người xem video. Anh Thuận, như hồi tối á, em tới đây anh Thuận. Trời ơi, anh này chuột á, chuột nó leo ở đây nè. Chuột rồi dán rồi. Hồi tối còn gặp rắn nữa. Hồi tối gặp rắn xanh sao anh kể cho cô chú anh chị nghe. Anh nó bò vô chỗ đó, sợ quá hết hồn. Nhưng mà con rắn này là rắn gì? Rắn lục đỏ hay gì? Trời ơi, cái đó mà cắn thì. Rồi quý vị khán giả xem video thấy thế nào? Có không? Dám chừng nói là cái này là cắt ghép hay thế nào đó nha. Không phải đâu nha. Cái này nói quan à. Rồi câu chuyện tiếp theo là nhân vật chính nữa. Nói chung là khán giả cứ comment Thuận để Thuận biết cái những cái video này có nói quan hay không nha. Phạm Tấn nói là Thuận không có giúp chỗ. Cái chỗ mà Vũ ở là đó, cứ để đó. Mà không có giúp chỗ ở. Quý vị ơi, Thuận đã nói rồi, từ các clip Thuận đã nói, Thuận đã đăng lên rồi, bề đặt là nói Thuận là ném đá dấu tay nữa. Mạnh thường quân Thuận là anh Long, ở Cần Thơ cũng gần chỗ đó, đem xe hơi lại rước Vũ. Dặn Vũ khỏi đem cái gì hết qua, ta lo hết luôn. Ăn uống nhà ở, rồi cái kệ bán vé số đồ dân dân này nọ luôn. Mà nó nghe lời Phạm Tấn là nó đi, nó không có nhận. Nó không, nó người ta giúp vậy đó mà nó không có đi. Mà bây giờ là nói là Thuận là không có kiếm chỗ ở. Thuận kiếm cái chỗ ở là chỗ ở Vĩnh Viễn, chứ không phải là đó ở trọ đồ này nọ. Quý vị đã thấy ha, ở trọ tốn tiền Mạnh Thường Quân mà phải dời tới dời lui, trong khi đó Mạnh Thường Quân đã ra tay đem xe hơi lại rước Vũ đi.
dặn là đi mình không, không có lấy gì hết trơn. Lại đó là người làm Mạnh Thường Quân sẽ lo cái chỗ ở nè, rồi giấy tờ nè, rồi cơm nước nè, rồi lo cho cái kệ bán vé số. Mà cuối cùng bây giờ thằng Vũ đưa đi thành phố, rồi đưa đi Bình Dương, rồi đưa đi Hà Nội gì vân vân, rồi bây giờ thằng Vũ cũng tự kiếm cái chỗ ở Vũ bây giờ là tự kiếm nha. Thận hỏi kỹ rồi, thận có cái đoạn mà thận đối thoại với Vũ, thận có ghi hình lại. Vũ tự lo chỗ ở. Hiện tại bây giờ này quý vị, chỗ ở của Vũ là nó tự lo, chứ Phạm Tấn không có lo nha. Rồi bây giờ nói thì phải có dẫn chứng, thận sẽ mời tất cả quý vị xem cái đoạn video mà anh Mạnh Thường Quân tới rước mà Vũ không chịu đi. Mời quý vị. Để giúp em là để ở nhà trọ và nấu cơm cho em ăn, sinh hoạt mọi thứ. Anh Long có nói là đi bán vé số, còn nếu mà gọi không nổi á, thì anh Long sẽ tạo điều kiện cho một cái tủ để bán. Cứ qua đó sống. Em thì bữa đó em cũng có nói với anh là để em đi làm tờ giấy khai sinh lại, rồi xong rồi em có giấy rồi em sẽ qua anh. Chứ thật sự ra thì em không có ý định là từ chối anh hay gì, nên anh đừng có buồn em. Chứ anh đã giúp em như vậy thì em mừng lắm. Nếu có gì mà em trong lời nói có sai sót với anh á, mong anh thương, đã thương em rồi thì anh bỏ qua cho em. Anh Long có nói với anh là em qua cái chỗ của anh Long sống là lo cho em nhà cửa là đầy đủ. Ngoài ra thì em không có giấy là lo cho em ở được luôn. Chúng ta chân thành cảm ơn là anh Long cũng liên kết với Thuận, cũng như là gọi em như nãy em cũng đã nói rồi, cũng có gọi để giúp đỡ em, tất cả là miễn phí hết trơn, rồi có xe hơi lại đưa đón em luôn. Son nội không cần phải đem theo qua, anh lo hết trơn luôn. Nhưng mà hình như là em đi không được đó, thì mình cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Lo hết trơn luôn vậy đó, rồi nói Thuận là nói sai là sao? Cái chỗ này có nói sai hay không? Thiệt là hết nói thì sao luôn rồi. Bây giờ là phần tiếp theo là cái phần gì ta? Tới cái phần tiền. Thử hỏi quý khán giả với Mạnh Thường Quân, khi mình tới giúp cái hoàn cảnh nghèo đó, mà cái hoàn cảnh nghèo đó gửi tiền mình cất giùm, giữ giùm, thì mình có nên xem xét lại hay không? Hoàn cảnh Vũ là Phạm Tấn lại đó, thấy tôi nghiệp quá, khổ quá trời quá trời, anh Tấn là tôi gửi tiền anh cất giùm, có suy nghĩ không? Ủa khổ gì mà nó dư tiền nó đưa mình giữ giùm mà khổ là khổ làm sao? Nhưng mà Vũ gặp trực tiếp Thận á, Thận ghi âm, Vũ không biết nha quý vị, là Vũ nói á là Phạm Tấn kêu tự đưa, Phạm Tấn kêu đưa chứ Vũ không có tự đưa. Nó mà khi mà họ gặp với nhau, họ diễn với nhau không biết chuyện gì, nhưng mà Vũ nó nói là nó đưa. Ok, đưa thì không sao được, nhưng mà Thận cần cái phân tích, có nghĩa là phải trả lời rõ ràng số tiền đó đi đâu. Tại vì á, quý vị đã nghe tất cả những video là Thận có đăng hết một lần hết trơn rồi, Thận đã giải thích hết rồi. Tại vì tiền của Thận đưa mà nếu mà Vũ sử dụng đúng mục đích rõ ràng, thì Mạnh Thường Quân hoặc là khán giả hoặc là anh chị em nào hỏi thì Thận biết đường trả lời. Mạnh Thường Quân, hôm trước là cô hay chú gì có gửi tiền đó, rồi bây giờ là nó làm ăn sao rồi, để Thận biết đường trả lời, chứ không có đơn giản như vậy. Hoặc là thời gian này các bạn lên YouTube mà các bạn nói Thận ném đá, bây giờ bất cứ khán giả nào gọi, hay là Mạnh Thường Quân nào gọi, hay là bất cứ người nào gọi Thận, câu chuyện Vũ gì vậy đó, Thận học lại, Thận vẫn học lại vậy. Bất cứ một ai có ghi âm lên là Thận cũng học như vậy, chứ đừng có nói ném đá. Ném đá không là các bạn biết, bữa nay là nhóc kênh lên là không biết ai là cái người ném đá. Ném đá mà ném đá sai luôn á. Thận phân tích cái này á, là có nói có sách, mách có chứng. Bây giờ mời tất cả quý vị xem tiếp cái đoạn video mà Vũ nó nói là ai là cái người giữ tiền. Dạ không, để em nói cho anh nghe. Để em nói cho anh nghe hết này. Là em kể như quá trình đó là như vậy đó, là lúc đó là lúc số tiền anh đưa là em giữ, lúc mà anh với ảnh đi quay đó anh nhớ gì đúng không, lúc mà em hỏi em đợi đó chuyện mới đi đó. Dạ không, thì để em nói là em giữ trong người xong rồi thì em đâu có biết gì đâu, thì cứ lên xe, ảnh nói là lên tới chỗ anh kêu là thôi đưa đi anh giữ giùm,
chứ em chưa tự ý đưa anh. Anh nói là mày giữ không được, tiền bạc nhiều thì nó hẳn em cũng chẳng có nghĩ gì đâu anh. Thì lúc đó là em cứ nghĩ là đi theo ảnh là cho dù giấy tờ là coi như là em đang mừng cái vụ đó, em không nghĩ ngợi gì cái gì nữa, vấn đề xa xôi gì hết. Thì 8 triệu đó, lúc đó là 8 triệu đúng không anh? 8 triệu không, 8 triệu luôn, cái cuối cùng là 8 triệu mấy chục ngàn hay gì đó em không nhớ, nhưng mà gọi là 8 triệu đó là anh kêu em đưa cho anh đi, đưa anh giữ để trong người nhiều không nguy hiểm đó. Rồi quý vị cũng khai giả cũng nghe Vũ nói rồi ha. Quý vị ơi, Vũ mua tới hai điện thoại để Vũ nó có cái hướng là nó sẽ làm YouTube để giống như là em ấy sẽ tạo ra cái cây cần câu để kiếm sống đó quý vị. Tại vì lúc quay á, Thận là lúc nào Thận cũng nói với Vũ nhiều là giúp thì nó dễ rồi, nhưng mà phải tạo cho em cây cần câu. Rồi em bị chân như vậy, rồi tay tật nguyền như vậy đó, thì em là mới tạo ra được cái kênh YouTube. Kênh đó đó thì là đã bật kiếm tiền rồi. Em ấy nhận lương kênh YouTube đó hình như là cũng có nhận một hai lần gì đó. Rồi sau khi mà em ấy về á thì người ta trả lời với em ấy, mày về là kênh của mày banh. Rồi Vũ nó cho luôn, nó cho lại cái người đó luôn. Đó thì Thận có hỏi trên video á, Vũ nói chân à. Chính vì vậy thì Vũ thấy nó vậy đó thì thôi về luôn, cho luôn. Rồi bây giờ Vũ về làm kênh YouTube lại đâu có ai coi, tại vì quý vị khán giả đã đăng ký ủng hộ rồi vân vân rồi. Thì Vũ có nói á, trời ơi YouTube thì em nói anh là em gành hết rồi đó, em mới chở anh đó. Thì anh Tấn có chỉ em sơ sơ rồi em tự học trên mạng á, có kênh luôn rồi, rồi á được bằng tính tiền rồi. Rồi lúc em về đây nè, rồi em cũng có hỏi anh Tấn là bây giờ nếu mà em về em coi rồi em còn lấy video được không, nói không, ở chảnh thì lấy được chứ còn ở dưới đây về đây rồi là không có lấy được, kênh nó sẽ banh. Nên em thấy vậy lúc đó bà kiếm tiền rồi em được 2 triệu mấy rồi em, rồi lúc đó em chỉ lấy cái tiền thôi, tiền trong của trong YouTube thôi, còn cái kênh đó thì em cho là anh Tấn rồi. Em tại vì anh nói về đây rồi nó cũng sẽ banh thôi, người ta đập bản quyền gì đó anh nói với em vậy, đập kênh đó anh nói vậy đó. Rồi em thấy vậy hồi em tặng lại cho anh cái kênh đó luôn chứ em đâu lấy. Thì nói chung là kênh đó, kênh thì giờ em có mới tạo kênh mà bây giờ cũng như cái kênh kia người ta biết em không à, kênh cũ á anh, rồi giờ kênh mới em đâu có video đâu đăng. Rồi á em có được mấy chục người à, mà bây giờ không có đi quay mấy chỗ bên kia mà nó giống như là không lên, kiểu như kênh kia người ta coi lúc nó ủng hộ nhiều, bây giờ kênh này chứ không ai biết, chưa biết á, chứ không có video nhiều. Cái kênh nó trời, kênh đó lúc đó em làm trong vòng có 1 tháng trời là nó đã gần 3.000 rồi anh, mới có 1 tháng là bắt kiếm tiền gần 3.000 rồi. Dạ là lúc đó gửi mã pin gì về là 10 đô đủ hết trơn, nói chung hoàn thiện hết rồi đó, là lãnh tiền được luôn rồi đó. Dạ rồi. Bởi vì em mới nói với anh để, tại vì anh cũng là người ơn của em thì em mới tâm sự với anh, nó thật là em cũng đã hỏi rất kỹ. Tại vì nói chung ở trên đó thì em có một số chuyện nên em không ở đó nữa thôi, nó không có được ý muốn em mà thôi em đi về đây. Nhưng mà lúc em về thì em có hỏi ý kiến ảnh là hoàng là bây giờ nếu em về đây rồi rồi kênh em sao, ảnh nói là về là sẽ banh, nói là mình sẽ bị đập bản quyền. Tại ảnh nói anh lấy video của ảnh mà ảnh cũng lấy của người ta gì đó rồi người ta đập chứ không phải ảnh, nói chung là vậy. Rồi anh nói giờ kênh đó thì giờ cưng chỉ có cưng bán lại cho anh đi, anh kia mua cho em mua chứ không phải là em cho, nhưng mà mua rồi mua 3 triệu. Nhưng mà em nói thôi cũng cái tình cái nghĩa mà để một cái kỷ niệm với anh và em nên thôi em tặng cho anh, em không có lấy tiền, em chỉ lấy cái tiền mà được hưởng ở trong đó trong 1 tháng mấy 2 tháng trời đó anh, cho nó đó. Rồi em tặng lại đó rồi thôi, tại vì anh nói hư banh hết, anh nói là sẽ hư banh hết nên thôi. Với lại cô Ngọc đó, lúc đó cũng có kể cô Ngọc nghe, thì cô Ngọc có nói
có nói hư đâu mà hư, tại nói vậy chứ làm gì mà banh được, ai mà làm gì mày mà banh em nói vậy. Em nhiều khi em cũng nói chung tại em không biết cái vụ cái gì về cái vụ đó nên em dở giờ. Chứ cái kênh Bạc Kiếm Tiền cô Ngọc có nói người ta làm lâu lắm, có khi nửa năm năm trời mới có khi bạc. Tại em ở chừng tháng mấy à, là lúc đó em đang được thương, được thương anh nên lúc đó nó mau lắm. Thử hỏi các anh chị em, tại sao mà về lại banh? Nếu mà banh ai là cái người đập gậy? Thần thấy Vũ nó lo làm này nọ, nó tự tạo cây cần câu cho nó là cái điều chúc mừng của nó chứ tại làm sao mà bây giờ là nó như vậy. Thần hỏi tất cả các anh chị em YouTube làm thiện nguyện, có kênh nào mà giữ tiền cái kênh khác không? Kênh khác người ta trao giúp đỡ cho cái người gì có hoàn cảnh nghèo, nó đưa ra tôi cất giùm. Rồi Mạnh Thường Quân đâu có chịu vậy đâu. Mạnh Thường Quân nếu mà thích cái kênh này là gửi kênh này rồi, người ta không có chịu. Đó, tiếp theo cái câu chuyện này Thuận nói đúng hay sai mà bây giờ là các kênh này lên nói Thuận nói sai hoàn toàn. Bây giờ Thuận nói có dẫn chứng đó, sai chỗ nào? Rồi anh chị em trả lời đi. Rồi bây giờ tới cái phần mà phần thuốc nè. Là trên kênh Thuận có nói, Thuận chưa có kêu là cái tên thuốc nha quý vị. Thuận chưa có nói là tên thuốc gì. Đó, quý vị có thấy Thuận mà cầm cái thuốc đó lên mà nói lên đó thì lấy cái đoạn video dẫn chứng đó để cho Thuận xem. Rồi trong video á là liên quan tới vụ thuốc là Vũ nó nói là nó đi ra Hà Nội là nó nhận quảng cáo. Rồi đạo diễn thì được thằng Vũ được 5 triệu, đạo diễn được 80 triệu. Rồi diễn xuất tốt quá thì nó được thêm 5 triệu nữa là 10 triệu. Đó là nó quảng cáo thuốc mà cũng chưa nói thuốc gì, chưa nói thuốc tên gì. Đó, các anh chị em YouTube xem kỹ Thuận có cái video nào mà kêu tên thuốc hay không. Rồi Thuận có nói là Thuận không hề bán bột ngải trắng, bột ngải đen gì hết. Chẳng lẽ Thuận nói bột gạo, bột mì tôm, rồi bột đất, rồi bột sắt, rồi bột thép, rồi này nọ cũng vi phạm à? Cái đó là cái bột này bột nọ bình thường. Rồi bây giờ Thuận sẽ phân tích sâu hơn, đã tính ra là Thuận cũng không có nói cái phần này, nhưng mà bây giờ Thuận nói sẽ cũng có dẫn chứng luôn. Đây nè, là người ta muốn có 5 triệu thôi, anh Tấn phải bù cái 5 triệu cho em là 10 triệu. Nhưng mà em đi ra ngoài anh biết đâu, là sự cái cảm xúc em nó diễn tốt quá, em diễn nó tốt quá rồi cái thằng mà nó mướn á, nó thấy em vậy đó làm được việc kiểu diễn tốt á, nó tặng thêm 5 triệu là 10 triệu luôn, là anh Tấn không có tốn tiền, là coi như là đáng lý do anh Tấn phải bỏ cái 5 triệu cho em. Nhưng mà ra ngoài không có uống được lần hay lần anh ơi, khốn lắm, hai một to đó 2 triệu mấy đó. Trời ơi, uống cái thuốc đó mà sao mà bệnh là bác sĩ, bệnh xương khớp là có bác sĩ đã thua rồi, chỉ là giảm bớt thôi chứ làm sao mà hết được anh, không bao giờ hết được. Em nói bớt khoảng 60-70% chứ em đâu có nói hết, em nói bớt thôi. Dạ vậy chứ, trời ơi, nói vậy chứ bởi vì em mới nói với anh á, bây giờ em mới nói với anh là nhiều khi bây giờ em ngồi suy nghĩ em thấy mình làm có một số chuyện. Thì bây giờ Thuận sẽ mở cái thông tin cho quý vị xem. Là Thuận nói rõ ràng Thuận không hề buôn bán, tại vì Thuận không có nỡ lấy tiền bà con, không có nỡ mà buôn bán cái này cái kia. Thuận nói rõ ràng tại thì Thuận không có biết nguồn gốc, không biết cái đó tốt hay xấu, cho nên Thuận không có buôn bán. Cái nào cho bà con miễn phí cộng đồng thì Thuận làm. Rồi bây giờ thì Thuận sẽ nói liên quan luôn, bây giờ Thuận sẽ nói là cái bột ngải đen luôn. Thuận sẽ dẫn chứng cho quý vị bằng cách là Thuận sẽ lên Google search ra là bột ngải đen ở trên mạng ra thế nào và báo pháp luật đăng ra thế nào. Rồi tin này là tin của pháp luật nha quý vị. Bây giờ Thuận sẽ dẫn chứng cho quý vị. Chứ Thuận kêu bột bình thường, bột này bột nọ bình thường, tại sao bắt lỗi? Thuận chưa có nói tên mà. Rồi bây giờ Thuận mới vừa mở cái trang Google Chrome lên nào, quý vị đã thấy là cái này là báo Người Lao Động nha.
báo pháp luật nè. Đó, được chưa? Đó, báo người lao động. Rồi, vụ án từ cái gì nè, quý vị đọc giùm Thuận cái này đi ha. Báo báo pháp luật nha quý vị. Đó, tin này tin chính thống luôn nè. Chả lẽ là Thuận nói là vụ án từ cái này không được sao? Cái gì kỳ vậy? Rồi bây giờ Thuận sẽ đọc thông tin nha. Những cái thông tin này á, chia sẻ rộng rãi lên đó thì pháp luật càng mừng quý vị. Tại vì mình coi như là mình chia sẻ cho rộng rãi lên đó. Người ta đăng lên thì cũng muốn rộng rãi lên để tuyên truyền cho bà con mình. Thuận sẽ đọc một đoạn nha. Đừng nói là đọc cái này là vi phạm đó nha. Rồi bây giờ là sẽ đọc cái này là cái vụ này là vụ gì đó ha, đọc ha. Từ cái củ ngáy đen nè. Hến dùng thổi mực tàu cắt ra thành nhiều đoạn nhỏ, sau đó dùng vỏ khoai lang để nấu chín và keo dán sắt dính vào các đoạn mực điểm để làm ngải đen giả. Sáng ngày 28 tháng 10, Công an Nhân dân huyện Bình Minh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị can Nguyễn Văn Hến, rồi sinh năm, cư ngụ tại xã huyện, rồi ở nơi ở, về tội. Nào quý vị thấy chữ không? Về tội chiếm đoạt tài sản. Đó, về tội nè, thấy không? Những cái chữ này Thuận không có tiện đọc, tại YouTube nó có cái chỗ khắc khe. Rồi hồ sơ do không có không có tiền tiêu nên là cái anh Hến này nảy sinh ý định là làm ngải đen giả để lừa đảo, để bán cho người khác để lấy tiền. Ngày 9 tháng 6, Hến dùng thổi mực tàu để cắt ra thành nhiều đoạn nhỏ, sau đó dùng vỏ phai cao nấu chín và keo dán sắt dán vào các đoạn mực tàu để làm ngải đen giả. Do quen biết với Quỳnh Thị Thu Vân nên ngày 21 tháng 6, Hến điện thoại cho Vân hỏi có mua ngải đen không. Lúc này Trần Thị Rí và Vân cư ngụ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ở bên cạnh Vân nghe được nên điện thoại cho Phạm Hồng Phượt, huyện Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi mua ngải đen không. Phượt đồng ý nên chỉ cách thức thử ngải đen và kêu Rí đi thử trước, Phượt sẽ xuống sau. Đến ngày 22 tháng 6, Hến đến một quán nước ở xã Thuận An, Bình Minh để gặp Vân và Rí. Khi đi, Hến mang theo nhiều ngải đen và mà Hến đã làm được trước đó. Đến nơi, Hến mua một trái dừa khô và hai cái khăn màu hồng và cuốn băng keo để thử là ngải đen cho Vân và Lý xem. Hến lấy một viên mực tàu trong bọc ni lông ra, lấy giấu vào trong lòng bàn tay, cầm cho Lý rạch lên phần cuốn của trái dừa chín đường, rồi đặt trái dừa chảy nước ra theo hướng đã rạch. Lúc này nước dừa chảy qua củ ngải đen gặp mực tàu thì nước chuyển thành màu đen, làm cho Vân và Lý nhầm tưởng đó là ngải đen thật. Nước ngải đen chảy ra được cho vào chai và Vân và Lý xem như là bảo vật cất giữ luôn. Thử hàng xong, Hến lấy khăn quấn củ ngải đen lại và niêm phong chờ khách hàng đến để giao tận tay. Rồi nói chung là mấy cái đoạn sau nó còn rất là nhiều, thật đọc mất thời gian của khán giả có thể là search lên Google cho ông. Lên báo pháp luật nè. Rồi báo người lao động nè, rồi pháp luật nè. Quý vị có thể đọc. Sau là cuối cùng thì vụ này thì sẽ bị xử lý nè. Còn rất là nhiều. Nói khi Thuận ra nè quý vị nè. Đó. Quý thử có thể search báo Tuổi Trẻ rồi dân dân.
báo này báo pháp lực nữa nè, báo pháp lực nha quý vị. Đó, quý vị có thể thấy cái hàng chữ lớn này ha. Nó rồi mọi người vô đây đọc, đây quảng cáo nè. Đó, mọi người vô đây đọc. Với đây ở công an nhân dân huyện gì đó dân dân. Đó, vô đây đọc nha. Rồi quý vị thân khán giả thân mến, thằng mới vừa sạch lên Google cho em là quý vị đã thấy rõ ràng là báo pháp lực đã lên cảnh báo như vậy. Nếu bà con mình thấy ở đâu mà những cái thông tin mà như thế này nè, để báo với cơ quan chức năng quản lý thị trường để mà báo, người ta còn mừng nữa, người ta còn, cái này là mình giúp đỡ cho bà con mình. Nó Thuận nói là nói như vậy. Thuận chưa, bây giờ là quay lại câu chuyện, Thuận chưa có kêu tên là cái loại đó loại gì. Đó, bột ngải trắng, bột ngải đen, rồi bột mì, bột dừa, bột gì đó vân vân, rồi bột cát, rồi bột sắt, bột thép, rồi bột kẽm gì đó vân vân. Cái từ đó là không có nằm trong cái gì hết. Nó còn khán giả nào hay là anh chị em YouTube nào mà thấy Thuận kêu tên của cái sản phẩm đó lên đó thì lấy cái dẫn chứng đó cho Thuận xem. Còn riêng Thuận thì Thuận có nói với quý vị đã thấy rất là Thuận đưa lên rất là nhiều. Kênh Thuận không có mua bán gì hết. Cho dù mời cỡ nào Thuận cũng không bán, lời 3, lời 7, lời 10 gì cũng không bán hết. Đó, Thuận không có nợ lấy tiền bà con. À, khi mà Thuận mà tại vì á, Thuận không có rành quý vị, không có rành những cái sản phẩm này, lỡ nó có vấn đề gì á thì mình không có biết được. Thuận không có rành mà pha chế hay gì, cái gì đó vân vân. Cho nên là nói chung là Thuận không có rành, cho nên là Thuận không có buôn bán đó quý vị. Đó, Thuận muốn tốt cho mọi người, cho nên là Thuận tốt nhất á thì Thuận không có buôn bán gì hết. Đơn giản vậy thôi. Đó, Thuận có đi quay, Thuận cho cái gì được cho bà con thì Thuận cho. Ví dụ như là dầu gió hay là thuốc cảm, đau đầu gì đó, cảm xúc gì đó, vân vân. Thuận giúp được gì bà con, Thuận giúp, là đặc biệt Thuận không có lấy tiền nha quý vị. Nó Thuận nói rõ ràng rành mạch như vậy. Đó, còn bây giờ là chốt lại trước khi khép video lại. Các bạn nói Thuận là đưa cái thông tin vừa rồi sai, là các bạn xem lại coi ai sai. Trời ơi, cái hoàn cảnh Thuận đang quay mà giờ đang trao tiền vậy mà đem đi cắt đuôi độc quyền hình ảnh, rồi bây giờ quay ngang người tố nữa, chơi kỳ vậy. Mọi người chơi kỳ vậy. Thuận thấy ngộ rồi nha. Rồi, trước khi khép video, Thuận cũng xin thông báo lại một lần nữa, tất cả Mạnh Thuận Quân khán giả hay là bất cứ ai, thông tin của em Vũ hỏi sao thì Thuận vẫn trả lời y chang như vậy. Thuận có quyền Thuận trả lời cái câu chuyện thật sự vậy. Bây giờ hỏi ngàn lần Thuận cũng trả lời ngàn lần cũng y vậy à, không khác gì hết trơn á. Đừng có nói là ném đá gì hết trơn á. Bây giờ thử hỏi khán giả Mạnh Thuận Quân, hỏi Thuận nói trả lời nữa cũng y chang như vậy. Nó ví dụ Mạnh Thuận Quân gửi tiền Thuận, rồi Thuận ơi hôm tao gửi tiền mày thì có trao ông Vũ chưa, rồi tiền đi tới đâu, rồi Thuận cũng trả lời vậy. Đưa Vũ rồi, Vũ nó nói nó đưa Phạm Tấn rồi, giờ là tới lúc đó là hết kiểm soát rồi. Tại vì các ngài không có Thuận hỏi các ngài làm khó không, các ngài nhận rồi các ngài tự làm vậy làm khó, không có thanh minh được cho Thuận biết để Thuận giải thích. Thì Thuận nói tiền tới lúc đó là đưa qua đó vậy đó, rồi họ nói họ đưa không biết có dẫn chứng không, cho nên không biết, nên là Thuận cũng trả lời vậy. Đừng có nói là sai nha. Rồi bây giờ thì nói chung là Thuận cũng không lên muốn nói cái này nhiều, tại vì họ lên quá trời nhiều rồi, họ nói bắt buộc thì Thuận kéo lên. Thuận cũng dẫn chứng như vậy, Thuận nói có sách là mạch có chứng. Nếu có vấn đề gì nữa thì cứ gọi Thuận, Thuận vẫn trả lời cho tất cả quý vị khán giả. Rồi ngay bây giờ là chắc có lẽ là câu chuyện này không biết còn nữa hay không, nhưng mà bây giờ là chắc có lẽ là Thuận xin được phép gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng Thuận Phạm trong suốt thời gian vừa qua. Nếu mà có tin tức gì thì Thuận sẽ chia cập.
Còn bây giờ thì Thuận tiếp tục đi giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn. Xin chúc sức khỏe tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả rất là nhiều. Ngay bây giờ thì xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong clip tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.